Nguyễn Xuân Thuận của Công an Nhân dân vào ghế. Trọng tài trọng Phạm Quỳnh Tụ. Hai trọng tài biên Nguyễn Hữu Duy. Và Phạm Đặng Xuân Nghĩa. Xin giới thiệu trận thi đấu ở hạng cân 35 lứa tuổi thiếu niên Đô Bằng Việt Hoàng của Vĩnh Phúc Khó Đỏ. Đô Nguyễn Xuân Thuận của Công an Nhân dân Khó Xoạch. Tay đô vào khói. Dưới 15. Hai đô, xe này 35 kg người đẹp vào mặt. Và chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ cho hai đôi xe này rất là đẹp. Anh cháu còn ít tuổi nhưng mà xe này rất là dẻo. Hai đôi bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Mời đội đứng mặt sới để công bố kết quả. Như vậy ở lúc 1 phút 58 giây của hiệp thứ nhất, bằng một kỹ thuật sang sau, Đô Khố Xanh đã bốc nổi hai chân của Đô Khố Đỏ lên. Như vậy theo luật từ trong đánh ra, tức là khi Đô Khố Đỏ chạy và Đô Khố Xanh đã bốc nổi hai chân, như vậy Đô Nguyễn Xuân Thuận của Công an Nhân dân thắng. Mừng Đô Nguyễn Xuân Thuận của đội Công an Nhân dân đã giành chiến thắng.